Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirGroup ăn chia tổng giải thưởng là 450.000 top cần tay win nè các bạn, dành cho 4.000 user may mắn các bạn, và top 50 người từ top rep các bạn thì sẽ nhận được 1.000 top cần tay win nè các bạn. Thì top cần tay win này dưới trên có market cap là gần 3 đô cho một top cần nha các bạn, khá là cao luôn bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow từ Twitter nè, bạn nhấp vào follow nè, rồi các bạn chỉ theo dõi thôi các bạn, rồi bạn bắt đáp lại, rồi bạn quay lại, bạn bấm continue, rồi các bạn sẽ được 5 tips nè, rồi tiếp tục các bạn cho anh chào kênh Telegram group nè, rồi bấm continue các bạn, thì khá là đơn giản luôn các bạn, không cần join luôn, nó tự tiết luôn cái gì ta, nó tự tiết thì mình khỏi join, à nó tự tiết thì các bạn khỏi vào join gần như group các bạn, rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào một gửi địa chỉ với bên B Smart Chain Bet 20 các bạn. Các bạn copy địa chỉ bên B mình nè, rồi bạn bắt đáp lên nè. Các bạn dán vào cái tay các bạn. Này chữ tự động không nội rồi. Rồi bạn bấm continue. Rồi, tiếp tục các bạn bấm vào Quest Team Fantasy nè. Các bạn bấm vào click here nè. Rồi, các bạn bắt đáp lên nè. Còn nó tự động nó tiết, nó mở ra chút tiết nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc nhấp vào rồi các bạn để 25 tiết rồi. Tiếp tục follow Twitter nè. Các bạn nhấp vào thôi các bạn. Rồi bấm đăng test luôn đi. Rồi bấm continue. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter nữa nè. Follow và Twitter nữa nè. Nhiều với ta. Bấm continue. Rồi, đi quýt kiểu này chắc nó phá ạc mà luôn. Thiệt là mạo hiểm quá. Rồi các bạn nhấp vào quýt nè. Rồi các bạn nhấp vào một này thôi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại bạn. Các bạn đừng có tự quýt các bạn. Các bạn bấm vào continue coi nó có được không. Ok, không được các bạn. Nó bắt mình tự quýt. Thì mình bấm quýt thôi. Rồi các bạn chặn, các bạn chặn lên nè. Rồi bạn bấm continue. Rồi ok, tự quyết mới được các bạn ơi, khó ăn nó quá. Tiếp tục visit Instagram nè. Rồi trên Instagram thì bạn theo dõi thôi, các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn bấm vào tự động nó cộng luôn các bạn. Tiếp tục photo Instagram view. Rồi các bạn bấm vào view nè. Này like cho nó đó các bạn. Vào bài viết nè, ta like cho nó cái nè. Rồi các bạn like cho nó cái nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi đã được rồi. Rồi tiếp tục các bạn follow Telegram nó nè. Click here nè. Rồi trên Telegram nó tự động nó bắt up thì mình khỏi join vào quá, join chỉ cho nó đẩy kênh. Tiếp tục cũng follow Clip Lab Minimum nè. Rồi trên Minimum thì bạn follow nè. Rồi bạn chạy về đây nè. Bạn bấm Continue nè. Tiếp tục Self and Win nè. Bạn copy lên link này em chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn được nhiều rồi, mình đã được 71 cơ hội start rồi. Rồi rồi lên ghép. Tiếp tục các bạn bấm vào complete nè. Ok, các bạn copy lên ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tin tôi cần các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản. Vậy mình video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.